Môi trường này chị rất thích, tại vì đây là rèn thân tâm trí cho các cháu, mà rất là cái ngưỡng cửa bước đầu của các cháu bây giờ là bị hoang mang về định hướng đi, nên là cần phải có một môi trường đào tạo tốt như thế này để cho các cháu là định hướng rõ đường đi sớm hơn. Gia đình mình thì có truyền thống là kinh doanh, và khi tìm được một ngôi trường mà giúp con có thể là phát triển được đam mê kinh doanh khi con vừa tốt nghiệp lớp 12 thì mình thấy trường CEO đúng là một nơi mà gia đình mình cùng với cả con có mong muốn và định hướng. Do đó là mình đã chọn trường CEO Việt Nam. Khi đầu tiên đến trường thì mình thấy là trường có cơ sở vật chất thoáng mát, rộng rãi. Môi trường ở đây thì mình nghĩ là giúp các bạn trẻ đang sống ở Hà Nội hoặc là sống ở những cái trung tâm ồn ào náo nhiệt sẽ có một cơ hội trải nghiệm tĩnh lặng hơn trước cái cuộc sống nó đang rất là xô bồ. Mà khi các em đến đây chỉ có thấy là cây xanh, rất nhiều cây xanh ở trường, thì là mình thấy rằng là các em sẽ có một cái tâm an định để có thể học tốt hơn, tiếp thu kiến thức tốt hơn từ thầy cô. Các anh chị học viên cũ trong trường thì rất chuyên nghiệp, tận tâm và đón tiếp phụ huynh cũng như là các học viên mới bằng một thái độ niềm nở, thân thiện. Và chị thấy là sự chuyên nghiệp được từ các học viên cũ tại trường mình. Chị được làm việc với cả con, được phỏng vấn bởi thầy Quang, thì chị thấy thầy Quang khi đặt câu hỏi cũng như là đặt vấn đề, nêu các tình huống cho con thì rất là rõ ràng. Và cách thức thầy truyền đạt mang lại cái câu hỏi để cho con chị có thể tự tin được trả lời, thì chị thấy thầy là một người rất là uyên bác và có chiều sâu. Xét tuyển cũng rất là nghiêm túc và có kỷ luật. Cho nên là gia đình cũng rất là cảm thấy là thoải mái khi gửi con về cái ngôi trường này đại học. Rất là thoải mái bởi vì các thầy là những người rất là giỏi, để am hiểu về những kiến thức và công việc thực tế luôn. Thì mình cũng rất là thấy vui vì thứ nhất là cơ sở vật chất của nhà trường cũng rất là tốt. Cái môi trường thì mình thấy nó năng động. Gia đình mình thì có truyền thống là kinh doanh, và khi tìm được một ngôi trường mà giúp con có thể là phát triển được đam mê kinh doanh khi con vừa tốt nghiệp lớp 12 thì mình thấy trường CEO đúng là một nơi mà gia đình mình cùng với cả con có mong muốn và định hướng. Do đó là mình đã chọn trường CEO Việt Nam. Môi trường này chị rất thích, tại vì đây là rèn thân tâm trí cho các cháu, mà rất là cái ngưỡng cửa bước đầu của các cháu bây giờ là bị hoang mang về định hướng đi, nên là cần phải có một môi trường đào tạo tốt như thế này để cho các cháu là định hướng rõ đường đi sớm hơn, lộ trình đi được tốt hơn, sau này dễ thành công hơn. Con đường này bố mẹ chỉ nuôi con lúc trưởng thành, thì đấy là con đường để con chọn vào, thì do con đã chọn được ước mơ của mình thì con chọn vào. Thứ nhất, cái trường này nó đi vào thực tế nhất, và cái đi tham quan qua trường về cái nền nếp học tập và nhìn thấy các cái đồ dùng của nó đúng như một kiểu của quân đội, nên là như tôi cảm nhận thấy là được của cái môi trường học tập của này để vào thực tiễn nhất và thực tế nhất. Điều mong muốn đầu tiên khi con chị tham gia đến với học viện trong năm đầu tiên thì cũng giống như tiêu chí của thầy Ngô Minh Tuấn là con được rèn luyện về thân, tâm và tuệ. Thì việc đầu tiên chị muốn là con mình có thể thay đổi được những cái thói quen chưa tốt và hướng tới là những thói quen tốt trong việc sinh hoạt hàng ngày, được tập luyện thể dục thể thao, được tham gia học trải nghiệm cùng các kiến thức và từ các ban quản lý hoặc là từ các doanh nhân. Việc thứ hai nữa là thầy đưa triết lý về đạo Phật vào trong việc giảng dạy học tập cũng như là định hướng cho con sau này đưa vào mô hình kinh doanh, thì đấy là một điều tuyệt vời mà chị muốn gửi gắm con chị trong môi trường học ở đây. Cái đầu tiên mình cũng mong muốn là con nếu mà vào đây ấy, là con mình sẽ trưởng thành hơn ở cái độ chín chắn, rồi học thêm được nhiều cái kiến thức hơn. Em mong muốn trường sẽ cho em một cái môi trường học tập
nó đạt hiệu quả. Và sau này khi em ra trường ấy thì sẽ là một người có kinh nghiệm trong ngành nghề. Sau này thì mong muốn lớn nhất là cháu được các thầy đào tạo ra ngoài nó được thành đạt trong cuộc sống.